Thái Hiền, trời lạnh cống như vậy cô ra bãi biển chi vậy? Đi tìm anh. Tìm tôi làm gì? Có phải là để cười nhạo tôi hay là đến để ngắm gương mặt đau khổ của tôi? Em nghĩ là anh hiểu rõ rồi mà. Hiểu cái gì? Lúc nào trong em, anh cũng là thần tượng, là anh hùng và là người chiến thắng. Là người chiến thắng mà bức tranh hoàng hôn trên biển của tôi gửi đi dự thi đã bị loại ngay từ đầu với lời phê phán tranh không diễn đạt hết nội dung của chủ đề. Dại thật, mới thất bại có một lần mà đã bỏ ra bãi biển ngồi buồn. Tại sao phải khổ như vậy chứ? Họ không biết thưởng thức bức tranh thì mặc họ, làm gì phải tự hành hạ mình. Được giải hay không cũng chẳng có gì quan trọng hết. Khờ quá đi. Tôi khờ mặt tôi, có dính dáng gì đến cô đâu. Sao cô hay thiếu cho chuyện của tôi vậy? Nếu tôi khờ thì cô cũng khùng không kém. Cô ra bãi biển hứng gió lạnh với tôi gì vậy? Bởi vì thấy anh buồn thì em không thể nào chịu được, và cũng không thể nào ngồi yên. Tại sao cô biết tôi ở đây? Biết chứ, anh vừa ra khỏi trường là em đi theo liền hả? Anh Hoàng à, chúng ta nói lại tình bạn cũ nha. Tôi không dám. Tại sao mà không dám? Và do đâu mà anh muốn cắt đứt quan hệ với em? Cô hãy hỏi lại gia đình cô đó. Bởi đó là điều mà anh cô đã từng nói rõ. Vì tôi là kẻ quá ư nghèo nàn, còn cô lại là một cô gái giàu sang, nên họ vì tâm phá vỡ cuộc tình. Cũng vì yêu cô mà tôi đi làm nhục, bị anh cô hành hung và bị cha tôi đầy. Vậy tôi xin cô đừng tìm tôi để làm gì. Cứ kể như chúng mình đã cắt đứt từ lâu. Không, em không thể nào yêu chẳng anh được. Vì em đã lỡ yêu anh quá nhiều. Dù gia đình cản ngăn em cũng yêu anh hoài. Bất kể vùng trời, quốc đất hay chân mây. Tại sao được cố chức năng thăng yêu mãi, trong khi tôi đã sợ hãi quá rồi. Tôi không muốn cha buồn và mang nhục nữa đâu. Nếu cô thương tôi thì đừng đến quấy rầy. Em sẽ ở đây cùng anh, chỉ yêu lành anh có đủ với em. Em cũng không thèm về. Nếu cô không đi thì tôi sẽ ra về. Cô cứ ở lại một mình cùng với biển khơi. Em nhớ xin anh đừng bỏ em đơn độc. Đâu phải rồi em mà anh nỡ ngoảnh mặt. Như lúc còn thơ khi em rơi nước mắt là anh vô về đến em cuối cùng. Tại sao hôm nay khi thấy em đau lòng mà anh cố tình và chẳng hề quan tâm? Bởi vì hôm nay hoàn cảnh đổi thay rồi, đời đã phân để chúng mình làm đôi. Anh Hoàng, anh đừng nói với em như vậy. Dù đến bao giờ em cũng vẫn yêu anh. Yêu tôi à? Phải. Đến trọn đời mang kiếp.
yêu thêm bao nhiêu kỷ niệm thêm đêm cần phải nâng niu. Chú mẹ cũng bằng lòng, em cũng yêu anh và không bao giờ trao gửi để ôm ấp trọn đời và thương nhớ về em cũng yêu anh cho đến ngàn sau dù thời gian qua mơ vẫn như tuổi trẻ dù qua hôm đến hôm đó mưa trời con thuyền xa bến vẫn về bên thương và với đêm này vẫn mãi thuộc về em đã cho anh một tấm tình thật là sâu đậm. Thật khốn kiếp! Tại sao mày lại còn biến rủ em gái của tao vậy? Anh hai, tại sao anh đánh anh Quang chứ? Tao phải đánh nó, vì nó là một kẻ cuồng si, đều phát lo mà không biết an phận. Nó không đủ lành thượng thần đủ no, mà còn tính chuyện gió trăng. Mày yêu em tao chẳng qua vì mày tham tiền tham lạc. Mày muốn sang giàu dở trò yêu đương, để tính chuyện bất lương. Tuy tôi là kẻ đang có nghèo nàn nhưng chưa đánh mất lương tri. Tôi yêu hiền tha thiết bằng tấm chân tình chứ đâu phải vì giàu sang. Xin anh chớ nên hiểu lầm mẹ tôi mà tốt lời nhục mà. Nhưng tao không bằng lòng mày hiểu em tao. Tại sao mày dám cãi lĩnh tao? Tại sao mày? Tại sao? Nếu anh là thượng đế cũng chưa chắc đủ quyền năng để ngăn cản hai kẻ phạm tục yêu nhau. Bởi vì trong tình yêu có khi người ta không dùng đến lý trí. Vậy thì tao phải dạy cho mày một bài học để đừng bao giờ gian díu với em tao. Chết nhà mày! Không, chết nhà mày! Tại sao mày tin tao như vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đứng lại! Đứng lại! Đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay! Thì anh đây cũng sẵn sàng
chấp nhận. Chứ em cứ để cho mắt lệ đầy rơi thì nó sẽ biến thành những trái sầu rụng rơi làm tan vỡ trái tim này. Hãy thích lại gần đây để anh lau khô dòng lệ thanh dài gầy. Hãy quên hết sầu đảo bởi cuộc tình trắc trở mà chỉ nhớ là anh vẫn yêu em. Em đừng bận tâm vì những vết thương, đó chỉ là nỗi đau của bên ngoài thân xác. Còn tận đáy tim anh thì nụ hồng luôn chớm nở bởi anh được kề cận bên em trong những phút giây này. Lúc nào anh cũng lo cho em và tất cả thân mình. Tôi đến nông nỗi này mà anh chỉ nghĩ đến em và cứ đi những vết thương đang buồn hình hờ. Thì anh càng yêu em và chẳng xa rời. Yêu cho tim sâu tim dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu dài, khi còn vài trang giấy. Đang mực xanh còn đó, cứ cho nhiều. Thời gian qua mau anh vẫn luôn ghi nhớ, dẫu cách ngăn nào anh cũng giữ mãi tình em. Hoàng ơi xin anh hãy khắc ghi lời hứa hôm nay, đừng vì tranh cãi mà sống chìm phải là. Đừng để cho em nghẹn ngào hướng lệ, hết cuộc tình chưa được dừng ta. Không bao giờ có ngày đó đâu, em hãy tin tưởng anh. Em tin anh lắm và sẽ nhớ mãi lời anh nói hôm nay. Bây giờ em phải về vì đã đến giờ học chương cầm rồi. Anh ráng tình dưỡng nha, sáng mai em sẽ tới thăm anh. Cảm ơn em. Ba à con, hôm nay con thấy trong người thế nào con? Dạ bớt nhiều rồi ba. Tốt lắm, ba đem điểm tâm cho con đó, ăn đi con. Dạ ba để trên bàn cho con đi, một lát nữa con sẽ ăn. À con à, hồi nãy ba thấy cô gái nào từ trong phòng con đi ra vậy con? Dạ, dạ đó là... là con gái của Dương Hồng Ân chứ gì? Dạ phải. Ba đã bảo con đừng qua lại với nhà họ Dương nữa, tại sao con lại cãi lời ba? Con nên nhớ, Thái Hiền là đứa con rơi của Hồng Ân, dù một cô gái quê sau khi bị cưỡng bức. Mẹ của nó đã chết và nó luôn luôn bị gia đình bạc đãi. Chính vì những sự bất hạnh đó mà con càng thấy thương Thái Hiền nữa ba. Cơ sự đã như vậy mà con vẫn chưa sáng mắt ra. Vì chữ yêu mến phải vào việc để người cha này phải mang lưng, khi con mình cứ bị chúng hành hung. Thì ba của con làm sao cái nghèo, nhưng có danh dụng riêng, ba đâu thế nào kết giao với một kẻ nào là Dương Hồng Ân. Xin ba bớt giận vì Thái Hiền là người vô can, kẻ gây sóng gió là nghĩa đen. Chờ Thái Hiền rất mực thương con, nhưng chính Thái Hiền đã gieo tai họa trước đời của con, phải cắt đứt quan hệ ngay. Đừng chần chừ, ba phải mang nhục chết. Nhưng con với Thái Hiền đã lỡ thương nhau rồi. Ba biết con à, và đang lý ra ba không nên xen vào chuyện tình cảm của riêng con. Nhưng rất tiếc là gia đình Thái Hiền với gia đình mình không thể nào mà kết xu gia với nhau được. Vì ba nó tin vào, nhưng mà sống thiếu đạo đức, việc kinh doanh có vẻ mờ ám, chắc chắn sẽ lãnh hậu quả. Con không quan tâm đến tài sản của họ, mà con chỉ cần Thái Hiền, xin ba giúp cho con được toại nguyện. Con muốn thương ai cũng được, nhưng trừ Thái Hiền. Nhưng người con thương nhất lại là Thái Hiền. Con đừng nói thêm gì nữa. Kể từ khi má con lìa đời, mười mấy năm dài, ba đã nuôi con với ước mong con sẽ hơn. Bây giờ con đã lớn hơn, đừng quên ân nghĩa cao cả. Nhưng ba không cần
phải vì ba, mà ba chỉ muốn con phải vì con, phải dứt bỏ một chút tình để mà xây đất tương lai. Con sẽ chuyên tâm vào việc học hành, chỉ tình ba thương tình chú và ước mơ. Thôi đi, nếu con không thấy đoạn thành nhà nhất quyết cái lời ba, thì hôm nay ba phải nói thật, cha con mình phải rời khỏi nơi đây. Dù biết biết bao nhiêu, ta cũng phải bán nhà để cha con mình đi thật xa. Đừng ba, đừng mà, xin ba đừng bán nhà và đừng đi đâu hết ba. Vậy thì con phải chọn lựa đi. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây, phải cắt đứt quan hệ với Thái Hiền. Ba nỡ nào bắt con làm chuyện trái lòng như vậy sao ba? Không còn cách nào khác đâu con. Hãy hứa với ba đi. Hứa đi con. Hứa đi. Dạ. Hứa đi. Con xin hứa với ba. Sống ra sao? Sống ra sao à? Tôi không nói chắc anh cũng biết rồi. Ba em vì làm ăn phi pháp mà đã bị bắt và đang chờ ngài ra tòa lãnh án. Dù gì đó, bà mẹ ghé lén tôn cướp tiền vàng rồi trốn đi mất vàng. Còn anh Nghĩa thì cũng bỏ nhà mà đi biệt tâm.
hôm nay. Nhân dịp về quê mới có cuộc hội ngộ này, hãy kề cận bên anh cho đến hết cuộc đời. Đừng có đi xa mà đau lòng người ở lại. Em đã trở về và đang trên phương thắng. Ta hỏi vui lớn đừng nhớ giờ đi. Và đừng nhắc chi chuyện đã anh đã chờ đợi giây phút này đã 3 năm rồi. Hiền, hãy cho phép anh được hôn em. Anh hãy ôm chặt em và hôn em nữa đi. Không được. Chừng nào em mặc áo cô dâu thì sẽ hay. Chứ bây giờ ta phải giữ cho nhau em à. Vậy mà em cứ nghĩ bầu trời là nhân chứng, ánh trăng là áo cưới và đêm nay là tối tân hôn. Dù đêm nay không phải là đêm tân hôn, nhưng một ngày nào đó anh nhất quyết sẽ cưới em. Em chờ anh nói câu này đã 10 năm rồi. Tiếc là em không có cách nào để nhốt câu nói đó lại. Em không cần nhốt câu nói đó, vì mỗi ngày anh sẽ nói với em là anh sẽ cưới em, anh sẽ cưới em, anh sẽ cưới em. Cảm ơn anh, anh làm em cảm động quá hả? Em có nghe tiếng chim hải âu kêu không? Dạ có, nó kêu chiết 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 chi chi chi. Không đúng, chim hải âu kêu tiếp 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 đi đi đi. Có nghĩa là chúng ta sẽ nắm tay nhau để đi đến cùng trời. Định đến nhà tìm em thì gặp em ở đây. Nè, em chờ ai vậy? Em có chờ ai đâu. Đừng có giấu anh nha. Từ xa anh đã thấy cái vẻ bồn chồn trong ngóng của em rồi. Nè, có phải em đợi Lê Hoàng không hả? Sao anh hỏi em như vậy? Tại vì anh cảm thấy hình như em có cảm tình đặc biệt với chàng thủ khoa đó. Em với anh Hoàng chỉ là bạn thôi mà. Vậy à, tốt lắm. Vậy thì anh vẫn còn hy vọng. Ủa, anh hy vọng gì vậy? Anh hy vọng là sẽ được bày tỏ với em tất cả những nỗi suy tư mà từ lâu anh giấu kín. Và hy vọng đến một ngày nào đó anh sẽ được đan tay em để cùng bước chung đường. Cuộc đời bên nhau trên vạn nẻo đường, với bóng sẽ mãi yêu nhau.
bởi vì chúng ta chỉ là bạn bè, không thân không quen. Hãy tha thứ cho em và đừng trách tiếng nghe hát. Yên tâm ơi, nhưng anh không muốn làm anh của em mà chỉ ao ước trở thành người tình dù là trong mộng tưởng. Và nếu hôm nay em chưa đáp lại tình anh thì anh cũng sẽ yêu em cho đến ngàn sao cho không đổi thay lòng. Đó là một tấm tình ông mà anh đã có tôn thờ. Anh chưa dám nói ra bởi sợ cánh qua đời không nghe gì để đáp tạ ân tình của cánh bướm cô đơn. Nhưng vì hôm nay ở trên bến tịch liêu bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng khác, nên anh phải bày tỏ nỗi niềm sâu kín mong được em ban cho một tấm chân tình. Vào ký túc xá mà lại đứng ở công viên vậy? Em đang chờ anh đó. Thì ra hai người có hẹn với nhau à? Phải. Vậy thì tôi không làm phiền hai người nữa. Xin chào. Mình đâu có hẹn với nhau, sao Yến Thanh nói với Vĩnh An như vậy? Em phải nói như vậy để anh buông tha em. Anh thấy anh An có điều kiện rất tốt, con nhà khá giả, học giỏi đẹp trai, có gì mà không xứng đáng được em yêu. Đến anh mà cũng nói với em như vậy sao? Thôi thôi, nếu em không thích thì thôi, anh không có nói nữa. Chẳng những không thích mà còn cấm anh nói như vậy đó. Xin tuân lệnh á. Hả, giận chưa? Đâu có dễ dàng như vậy được. Muốn em hết giận á thì anh phải dẫn em đi chơi, mà trước hết là phải dẫn em đi ăn nha. Được. À, mình đến quán Bình Dân ở cạnh trường đi em. À, cô với cậu dùng chi vậy? Dạ, chú cho tôi một tô hủ tiếu bò kho, hai cái bánh tiêu cho cháu quẩy và một ly sữa đậu nành nữa nha. Tôi cũng nghe như vậy đó. Yến Thành à, dạ. Nếu ăn cái kiểu này một ngày nào đó em sẽ mập như là chú Hà Mã trong Sở Thú đó. Sợ em mập như Hà Mã hay là anh sợ không có đủ tiền để trả cho em, nên anh mới dọa để em không ăn nhiều. Anh không hù dọa em đâu, nếu em thích thì cứ ăn thật tình. Bởi vì em đang bận lòng nên phải ăn nhiều cho mau hết giận anh. Chứ anh không có là em xin của cô. Với bao nhiêu đó là anh có sẵn, đừng kêu ngạo hay hại gì thì nguy. Em thích thừa và thích phá anh thôi, xin anh hãy để cho em trả tiền. Không được, hôm nay anh phải bao em. Như vậy thì tốt lắm, xin mời anh.
Yến Thanh à, dù mới quen em nhưng anh cảm thấy em là một cô gái đáng sợ đó. Đáng sợ à? Ờ. À, chắc tại vì em ăn nhiều chứ gì. Không phải, chỉ tại em đẹp, thông minh, tư tưởng sắc bén là em hiểu người đối diện khi tiếp xúc. Những cô gái như vậy rất nguy hiểm cho cánh đàn ông chúng anh á. Anh đang nịnh đầm hay châm biếm em vậy? Theo em thì sao? Theo em thì em nghĩ anh như một quyển sách hơi khó đọc. Vì vậy nếu em thông minh một chút như anh nói thì không nên phát biểu những gì chưa biết rõ về anh nữa. Vì đôi lúc anh rất khô khan, nhưng đôi khi tình cảm lại dâng trào. Tuy tâm hơi ngang nhưng anh rất cương nghị, lại trang hòa với người bên cạnh. Anh chính là một cõi nam châm đang thu hút những cô gái được mời. Đó là em mê cố tình, tô đồng cùng vẽ răng nên nơi nghĩ rằng anh có hấp lực như thế. Chớ cả đời anh chỉ có hai bàn tay trắng, đầu óc thì đầy dậy tự ti, còn nói chung thì chỉ là con số không. Thôi anh đừng khiêm tốn và giả vờ nữa. Theo em nghĩ thì chắc anh đã từng yêu bằng một mối tình sôi nổi nhưng đã kết thúc. Có lẽ anh bị người ta ruồng bỏ, và đó là một nàng tiên cá ở ven biển, phải không? Sao Yến Thanh lại nói như vậy? Em chỉ đoán thôi, nếu không đúng thì anh cho em xin lỗi nha. À, có gì đâu. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Phải, chiều mai anh sẽ đến đón em ha. Ai ở phía sau hàng cây đó? À, có phải Yến Thanh trở lại hay không? Yến Thanh ơi, anh đã thấy em rồi đó, đừng có trốn nữa. Nào, hãy bước ra đi Yến. À, Thái Hiền, là em đó sao? Phải, chính là em đi. Vô đâu em đến chỗ này, và tại sao em biết anh ở đây? Em từ Huế cũ đến và đã tìm thấy tên anh trên bảng vàng của trường mỹ thuật. Mấy ngày qua em đã nước sau gốc cây trước cổng trường để chờ anh, và mãi đến chiều nay mới thấy anh bước ra. Nhưng bên cạnh anh lại có một cô nàng thật là xinh đẹp. Nên em ngại ngùng không dám xuất hiện, chỉ sợ làm anh mất mặt, nên em theo anh cho đến nơi này. Xin anh đừng trách em tội nghiệp, em sẽ không làm anh vướng bận, chỉ xin gặp anh rồi sẽ đi. Thái Hiền ơi, từ ngày xa em anh luôn mong đợi có phút giây này để được kết chặt vòng tay và giữ em ở lại mãi mãi bên anh, không hẹn ngày chia cách. Vậy mà hơn 3 năm dài trôi qua, anh đã sống trong 1000 và khi anh trở về quê cũ để mong tìm lại một chút hương xưa, thì trên những con đường tình ta đi chỉ còn lại đặng thùy dương héo gầy sơ xác, mà bóng người thương thì vẫn khuất dạng ở chân trời. Để anh tay âm thầm ôm nỗi đớn đau to lớn nhất nghi trong đời, dấu vết ngày xưa đã hòa tan theo sóng biển, nhưng hình bóng Thái Hiền vẫn chất ngất trong tim. Mãi đến hôm nay anh mới gặp lại em, ta hãy kề cận bên nhau cho thỏa lòng mong nhớ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, và đừng có mặt anh với bao nỗi u sầu. Bởi vì chữ hiếu hòa thân em bị nhớ nhung, tình
tìm gặp anh được. Dù sao đó, tôi sẽ tiếng mặt mà lặng lẽ quên đi. Ta đã gặp nhau thì đâu thể tha rời. Dù em gây ra lỗi lầm gì trong quá khứ, anh cũng sẵn sàng tha thứ cho em. Anh sẽ nuôi nhà để chung sống với em, và hôn lễ sẽ cử hành sau khi anh tốt nghiệp. Anh không để hạnh phúc tôi đi như những ngày xưa cũ, mà hai đứa phải xa nhau mỗi đứa một đường. Ai cho tôi tình yêu ngày xưa ngày mong, tôi xin dâng vòng tay mờ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng mỗi trên bờ môi. Nhưng biết gì là mơ, tiếng lòng nức nở vương vòng đi, yêu gì chưa đến, tên gọi đến nhưng chưa đủ bên đẹp mơ. Bởi em không còn là một cô gái chân nguyên, mà em chỉ là một tên hoa tà nên tung tung đang được anh yêu nữa. Nếu anh còn cứ tưởng đến em thì hãy chấp nhận em như một thứ tôi rồi. Anh hãy yêu quý người bạn gái của anh, em không dám ghen tuông hay là kiềm chế. Được kề cận bên anh là em mãn nguyện, dầu gian khổ bao nhiêu em cũng cam lòng. Nghe em nói mà lòng anh như dao cắt, bởi đau khổ chồng chất nên em mang mặc cảm quá nhiều. Nhưng một lời anh đã hứa thì không đổi dời, là trọn cuộc đời anh sẽ mãi yêu em. Nhưng em đã... Đừng nhắc chuyện cũ nữa, hãy chôn nó xuống đáy mồ đi em. Anh tốt với em quá, em không biết làm thế nào để đền đáp ơn anh. Chỉ cần em yêu anh là đã cho anh tất cả rồi. Bây giờ mình đi mướn nhà đi em. Nhưng mà anh là sinh viên thì lấy tiền đâu mà trả tiền nhà? Ba anh có gửi tiền tháng cho anh, chúng ta ráng tiền tặng thì chắc cũng đủ xài. Sau đó anh sẽ tìm chỗ dạy kèm để tăng thêm thu nhập. Em cũng sẽ đi tìm việc làm, anh đồng ý chứ? Đồng ý. Yến Thanh, sao em có vẻ u buồn quá vậy? Anh à, anh có biết tại sao mấy ngày rồi anh Hoàng không đến trường hay không? Anh không biết, nhưng đồ đạc thì anh đã dọn đi hết trơn rồi. Hay là anh nghỉ học? Không đúng đâu, hắn đang học hăng say lắm mà. Hay là anh về quê biết không anh? Về quê? Về quê thì cũng phải báo cho bạn bè biết chứ. Vậy chắc là... chắc anh bị tai nạn rồi. À, cũng có lý lắm. Bởi vì từ trước đến nay, Lê Hoàng học rất chăm, luôn đứng hạng nhất và không nghỉ học bao giờ. Vậy mà mấy hôm nay bỏ đi biệt tích, cũng có thể là anh bị tai nạn giao thông, và chắc anh đang nằm ở nhà thương. Mình hãy đi tìm anh Hoàng cho mau, chúng ta hãy đến các đồn công an hoặc trung tâm cấp cứu để dò hỏi tận cùng. Em chắc chắn sẽ tìm được anh ngay. Đúng rồi, vậy em lên xe đi, anh chở em đi tìm ảnh ha. Đi anh. Thái Hiền ơi, Thái Hiền, anh về rồi nè. Em đâu rồi, Hiền ơi? Dạ, em đi nè. Trời đất ơi, hôm nay em đẹp tuyệt trần nha. Anh hãy xem đi nè. À, có cả rượu và những món ăn ngon nữa. Bởi vì hôm nay mình ăn tân gia mà. Nhưng còn thiếu một thứ. Gì dạ? Những cây đèn màu hồng mà anh đã mua sẵn rồi nè. Có nghĩa là đêm nay mình ăn tân gia mà cũng là đêm tân hôn nữa đó. Thầm này à, thì ghét kìa. Thái Hiền ơi, có phải đây là một giấc mơ thật là diễm ảo mà ta đắp lên từ hồi thơ ấu? Đêm nay chính là đêm của ước mơ ta hằng ôm ấp bao ngày.
Vậy thì anh xin rót mời em một ly rượu nồng đắm say. Em với anh hãy cùng nhau uống cạn, để trọn kiếp này ta sẽ bên nhau. Dẫu mãi xa gian khổ của tôi nghèo, ta cũng không rời xa nhau. Em nhớ anh và sẽ tả tình bằng cả cuộc đời của em. Cảm ơn em đã ban cho anh niềm hạnh phúc. Đêm nay ánh trăng sẽ là áo cưới của em, và trời xanh sẽ là nhân chứng cho tình yêu chúng mình. Mời em cạn ly hợp cận. Em vừa đi đâu vậy? Dạ, em ra tiệm hàng xén đi mua ít đồ dùng, nhưng mà chủ tiệm không chịu bán. Bà ấy nói mình mua thiếu nhiều rồi nên không có chịu bán thiếu nữa. Đã vậy anh lại vừa mất chỗ dạy kèm nữa. Tại sao vậy anh? Hai đứa nhóc nó nghịch ngợm quá, anh không có thể nào mà chịu đựng nổi. Anh nghĩ dạy cũng là tốt đó. Sao vậy em? Tại vì anh là người của nghệ thuật, anh không phải là kẻ hầu cho những đứa nghịch ngợm. Để anh lãng phí ba buổi tối trong tuần với mấy đứa nhóc đó em không có đành lòng. Nhưng còn sự sống thì để từ từ rồi sẽ tính. Mà anh có mượn được tiền không? Không, anh không mượn của ai hết đó. Nhưng mà nhà đã hứa tiền rồi. Tiền, lúc nào cũng nghe em nó nhắc tới chữ tiền. Mà không biết đến anh, có bao nhiêu học nghề bông anh giao hết rồi còn đâu nữa mà đưa. Tại sao em cứ bảo anh đi mượn tiền của người ta, mà em không biết tính toán để tiêu xài tiền tăng. Mặt anh đâu có quá dày để đến đi đổi phải dạy nợ tiền nhiên. Em xin lỗi, tại em vô tình nên làm anh bị tủn tâm. Từ đây trở đi em sẽ không hỏi anh tiền bạc. Xin anh hãy tha lỗi cho em và ôm chặt em. Một lần nữa, em thành thật xin lỗi vì đã hỏi tiền anh. Anh kể như là em không có nói gì hết á. Anh lỡ lời, em hãy mắng anh bằng những lời cay độc nhất đi em. Không, em không dám mắng anh, mà em phải cảm ơn anh vừa cho em biết sự thật. Bây giờ thì em hiểu rồi, sự hiện diện của em chỉ làm cho anh phải dưng dâng bao nỗi đắng cay. Anh vì em mà bị đời xé thương, cây từ đây xin anh cứ bận lòng. Anh cất dao rồi nè. Thái Hiền ơi, tại sao chúng mình cứ làm khổ nhau như vậy hả em? Phải rồi, dù có khó khăn đến đâu, mình cũng đừng dài dòi nhau nữa nha. Phải, anh sẽ bình tĩnh và không nói năng thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nếu anh không phản đối thì em sẽ đi làm ở nhà hàng Sơn Ca. Em định làm chiêu đãi viên à? Dạ không, ở đó người ta cần một người đàn ngọt hơn và đắm như em luôn cả phần ca. Nhưng em chưa học qua đàn đó bao giờ thì làm mẹ sao đi làm cho được. Em biết đi anh luôn học ngọt theo sức lẻ, nếu mà anh cho em đi làm em sẽ tìm nơi học ngay bây giờ và em biết chúng ta sẽ thành công. Được rồi, chỉ cần em đừng bỏ đi thì em muốn làm gì cũng được hết á. Cảm ơn anh, bây giờ để em vào trong coi còn cái gì ăn hay không nha. Không có còn đâu, hồi nãy đã lục hết rồi. Em đói bụng lắm hả? Không, em chỉ thấy hơi đói thôi. Em nhìn gì vậy? Ở dưới kia có chai nước mía kìa. Em thèm một ly nước mía vừa ngọt vừa lạnh đó. Bao nhiêu tiền một ly em có biết không? Chắc khoảng 400 đồng. Em chờ em một chút nha. Thái Hiền ơi, lại uống đi em. Nè, ông chủ xe nước mía thật là tốt bụng. Ly nước mía giá tới 400 đồng mà anh chỉ có 200. Anh nói với ông ấy, anh chỉ mua nửa ly thôi. Nhưng ông đã rót đầy ly cho anh nè. Em thấy không, cuộc đời này vẫn còn những tấm lòng hào hiệp. Và đời vẫn đẹp lắm phải không em? Phải, mình chia nhau uống đi anh. Không, em uống đi, anh không thích đâu.
Anh không uống thì em cũng không uống đâu. Em muốn cái gì hai đứa cũng phải chia nhau hết à. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Được rồi, em muốn đi rồi anh sẽ uống. Rồi, phần anh đó, uống đi. Ngon quá, chưa bao giờ anh uống nước mía mà thấy ngon như hôm nay á. Anh Thái Hiền à, em có nghĩ là sau này mình có tiền không em? Có thể chứ. Đến khi mình có nhiều tiền, không biết lúc đó uống nước mía có còn ngon như bây giờ hay không nữa. Không cần biết sau này mình có tiền hay không có tiền, em chẳng bao giờ quên được ly nước mía hôm nay đâu. Thái Hiền, em... Chưa xong mày bỏ đi đâu vậy mày? Cho mày biết nha, nếu mà tao không có tiền thì trong nhà hàng này sẽ có người trả tiền cho tao, biết chưa? Lấy cho tao một chai Napoleon đắt vàng, mau lên. Dạ Long, nhưng mà... Được rồi, mấy ông này muốn ăn uống gì á thì anh cứ mang ra rồi ghi sổ tính tiền cho tôi. Đó, tụi mày có nghe không? Tao đã bảo là sẽ có người trả tiền cho tao mà. Anh Hai à, nếu mà anh muốn gặp em á thì anh cứ gọi em xuống. Làm gì phải náo loạn cả nhà hàng như vậy? À, mấy anh này là bạn của anh phải không? Phải, nó là thằng Trương với thằng Hổ. Còn đây là em gái của tao. Nó vừa đẹp lại vừa đàn hay. Nhưng mà có điều nó ngu. Nó thích cái thằng mặt trắng trói gà không chặt mà quên hết mọi người. Anh Hai đừng quên, em đã vì ba mà mất tất cả. Tao không cần biết việc đó. Mà tao chỉ muốn biết mày làm mỗi tháng được bao nhiêu tiền. Em mới lên lương mà, chỉ được có 500 ngàn thôi. Vậy còn tiền vượt qua? Em đâu phải hồ bà mà có tiền đó. Nhưng mày là một cô gái trẻ đẹp, vừa làm trả công vừa là ca sĩ. Quyết định mày phải kiếm được nhiều tiền. Trong khi anh mày bữa đói bữa no, cuộc sống bấp bênh không một mái nhà. Vậy kể từ đây mày phải lo liệu. Muốn dựa tiền thân để sống với thằng Hoàng, mày phải đưa cho tao mỗi tháng 600 ngàn. Nếu mày chối từ thì tất cả sẽ nát tan. Tình anh hai nghĩ tình anh em suốt thịt mà đừng đòi hỏi hơn em quá nhiều. Sự thật thì em không có tiền nhiều, anh hai đòi quá nhiều em đâu có tiền đưa. Mày không có tiền đưa cho tao, nhưng mày có dư tiền để nuôi cái thằng mặt trắng đó. À, được rồi, nếu mày từ chối thì tao sẽ đặt cho nó một trận. Đừng mà anh hai, em van xin anh đừng làm hại anh Hoàng. Nếu muốn yên thân thì phải đưa đủ số cho tao. Mày nghe rõ chưa vậy? Buông cô ấy ra. Mày là thằng nào vậy? Anh là ca sĩ ở đây, còn đây là ông anh ruột mà tôi từng nói với anh đó. À, vậy sao? Phải, bây giờ anh hãy giúp tôi một việc. Đủ ăn phải không? Được rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Không phải, anh hãy giúp cho tôi mượn 100 ngàn. Để đưa cho hắn hả? Phải. Hắn là đàn ông thì phải biết tự kiếm sống chứ. Em biết, nhưng mà em phải đưa tiền cho ảnh. Chỉ cần anh không quấy rầy anh Hoàng thì gian khổ bao nhiêu em cũng chịu được hết á. Thôi được,
anh cho em mượn tiền đây. Cảm ơn anh. Anh hai lấy 100.000 xài đỡ đi, rồi em sẽ ráng kiếm thêm mà đưa cho anh. Em chỉ xin anh đừng có làm khó dễ anh Hoàng. Hễ có tiền nữa là yên tất cả. Nhưng mà đây chỉ là số tạm ứng thôi nha. Mà không, đây là tiền vắng bỗng để mừng ngày anh em mình gặp lại nhau. Vài bữa nữa tao sẽ trở lại lấy thêm. Đi tụi bay. Anh hai, từ lúc nào mà anh đối xử với em như vậy? Hãy cho anh biết anh có thể giúp gì được cho em. Anh hãy tìm giúp cho em một chỗ làm đi. Em định chạy show à? Dạ phải. Chỉ là một chỗ này thôi. Em đã đuối sức rồi. Chạy thêm show khuya lắm, làm sao anh chịu cho nổi. Em không có gì khổ lương, vì anh là anh ruột của em. Bạn bè thì có thể tuyệt vọng, vợ chồng có thể ly dị, nhưng sợ giấy quyết thống thì không thể cất bước được đâu. Dù anh hai cô chối bỏ thân tình, em cũng lo tròn một mình của em. Anh hãy giúp em tìm chỗ làm thêm cho tình nghĩa. Mà chất chồng bao nhiêu đau đớn thì ở tận trái tim anh cũng dương mang nỗi đau to lớn bấy nhiêu lần. Em là cô gái ngây thơ trong sáng vô ngần, đáng lý ta em phải sống trong ngầm thúc và được mọi người thương mến. Tại sao người ta cứ làm khổ em, cứ thô đẩy em đi vào đường bất hạnh, mà đôi tay em thì mềm yếu quá, làm sao có thể chống ngăn với sóng gió cuộc đời. Xin anh đừng bận tâm, tình thương anh hai và tình thương yêu anh Hoàng sẽ giúp cho em vượt qua tất cả. Em chỉ tâm quan là vì chuyện của em mà anh phải buồn lắm. Anh chỉ là một người tình nguyện, uống hết giọt sầu còn đọng trong mắt em. Anh sẵn sàng san sẻ cho em tất cả niềm đau, vì anh đã yêu em từ buổi đầu gặp gỡ. Anh yêu em nhiều lắm mà không dám nói, bởi anh chỉ là một kẻ đơn sao. Cho dù hôm nay nỗi lòng của anh bài tỏ, anh vẫn cam tâm làm kẻ đứng bên lề. Miễn em có được hạnh phúc với lòng anh được trọn vui, khi em gặp đắng cay thì anh càng buồn khổ. Còn nếu ngày nào em đi đời buồn bỏ, thì anh sẽ là người bảo bọc cho em. Cảm ơn anh đã thương tưởng đến em, nhưng trong hoàn cảnh này xin anh đừng làm em bận lòng. Anh ráng tìm chỗ làm thêm cho em đi. Được, anh sẽ tìm chỗ cho em chạy show và anh cũng đi làm với em. Chị muốn nói với em đây. Em mệt lắm, để mai đi được không? Không được,
phải nói ngay bây giờ à? Được rồi, có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Tại sao lúc này em về trễ quá vậy? Em cho anh biết rồi, em đi làm thêm mà. Làm thêm ở đâu mà đến 1-2 giờ sáng vậy? Ở nhà hàng San Hô Xanh đó. Anh không cần biết san hô xanh hay san hô đỏ vậy đó, mà anh muốn em hãy nghỉ việc ngay. Kể từ nãy em không được đi làm, mà em chỉ lo việc trong nhà. Mình anh đi làm cũng đủ chi dùng. Nhưng mà em không muốn ở trong, để cho anh phạt cho con thật nhọc. Em cần đi làm sẽ có thêm thu nhập, sự sống của mình sẽ dễ chịu. Nhưng mà anh không muốn cho em mệt, và không muốn em đi mất ngày vàng. Để em thao thức và chờ em mãi đêm đã gần tàn thì mới thấy được mặt em. Em gian xin anh hãy cho em đi làm, em sẽ thu xếp để về sớm hơn. Hay là em đã có nhân tình nên em lưu luyến không muốn rời ta? Anh đừng nghi quan mà tội nghiệp cho em. Anh không muốn nghe em nói thêm gì nữa, mà anh chỉ muốn em nghỉ làm. Giữa việc làm và anh, em phải chọn một. Anh Quang, anh Quang! Ông muốn tìm ai? Dạ chào cô, tôi cần gặp Lê Hoàng. Xin lỗi, ông có quan hệ gì với anh ấy? Dạ tôi là cha của nó. Dạ, xin mời bác vào, con mời bác ngồi. Cô là ai? Dạ, con là Thái Hiền. Sao kỳ vậy? Tại sao là Thái Hiền mà không phải là Yến Thanh? Tôi có gõ cửa lầm hay không kìa? Dạ không, đây đúng là nhà trọ của anh Hoàng. Đã lâu rồi thằng Hoàng không về quê, nên tôi phải lên đây xem nó sống làm sao vậy mà. Dạ, anh khỏe lắm, vừa học giỏi, vừa làm ở công ty trang trí nội thất, vừa phụ giúp biên tập cho giáo sư Tô. Theo thơ của thằng Hoàng cho biết thì giáo sư Tô là cha của Yến Thanh, mà cũng là người rất mến thương nó. Dạ, anh Hoàng cũng rất thích cô ấy. Vậy sao cô lại ở đây? Hai người đã cưới nhau chưa? Hay chỉ mới sống chung thôi? Dạ, chỉ mới sống chung thôi. Anh Hoàng bảo chuyện về sau phải được sự đồng ý của bác. À phải, từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn khôn nó chỉ biết vâng lời. Có lẽ vì nó cãi lời tôi, tự ý giải quyết mọi việc hệ trọng, nên nó không dám về để gặp tôi đó. Bác, con xin bác hãy tha lỗi cho con. Không cần xin lỗi, mà chỉ cần cho tôi biết cô có đủ khả năng lo lắng cho thằng Hoàng hay không. Dạ không, chỉ có Yến Thanh mới đủ điều kiện để lo cho anh Hoàng. Con nghĩ như vậy à? Dạ phải, tôi mới gặp bác lần đầu, nhưng con cũng hiểu là bác rất thích Yến Thanh. Và thằng Mong cố cùng vợ của anh Hoàng và chỉ có Yến Thanh mới đáng làm dâu con. Đó là cô khiến sự dẫn dơ, hay do cô xác định thật tình mà dám quả quyết của thằng Thanh và thầm chọn Yến Thanh. Con không suy nghĩ dẫn dơ, mà chính con không hiểu sự tình và biết rõ thân phận mình là bèo giả qua trôi. Nếu người con thương hết lòng vì con thì từ lâu anh đã cưới con rồi, chắc ngắm mặt thân qua con đầu nên chỉ sống tạm bợ giống con. Nếu cô biết vậy thì cô có thể giúp cho tôi một việc hay không? Con sẽ cố gắng làm bác vừa lòng. Nè, cô đừng cho thằng Hoàng biết là tôi đã đến đây nha. Vậy có nghĩa là những gì nó đang làm tôi không cần biết, vì tôi không chấp nhận nó đặt tôi trước một việc đã rồi. Chào cô. Hiền à, tao thấy lúc này mày hay ho hen và xanh xao lắm đó. Hay là mày đi khám bệnh đi. Em không có sao đâu anh hai. Không sao cái gì, nên đi khám cho nó chắc ăn. Bây giờ đó anh đưa em đi khám bệnh, rồi chụp X-quang luôn nha. Em đã nói là em không có bệnh hoạn gì hết mà. Thuốc bổ anh mua bữa hổm đó, em uống hết chưa? Chưa. Em uống chưa? Chưa. Nước nè, em uống đi. Uống đi em. Cảm ơn anh. Tôi có thể ngồi được không? Lê Hoàng, anh còn tới đây làm gì? Đây là chỗ công cộng, đâu có treo biển báo cấm tôi vào đâu. Những gì cần nói tôi đã viết hết trong thư để lại cho anh rồi. Còn bây giờ tôi không muốn gặp anh nữa. Phải, cô còn gặp tôi nữa mà chi khi cô đã biết ta thôi. Cô như một
một diễn viên thật là cao tay. Cô làm tôi vô cùng đau đớn vì tưởng như rằng đã hiểu lầm mẹ cô, nên tôi hối hận vô biên. Nhưng đến hôm nay cô coi bài mặt thật, cô đã làm tôi phải tỉnh ngộ ra. Thần cũng khiếp cho cô người đê tiện, ngày là của tôi, đêm là của hắn, cho nên cô luôn than thần khi về nhà. Nghe đêm anh hãy nói đi và nói cho thật rõ ràng, ai gây cố sự như vậy, tại sao Thái Hiền lén lúc chạy vô, có phải vì nhắn mà cô ấy phải kiếm tiền tiền để anh phá nợ và tiếp lại. Đến bây giờ gia đình phải nát tan. Dù sự thật như vậy thì đã sao nào, thằng Hoàng là cái gì mà tôi phải nói cho nó biết chứ. Còn chuyện cậu yêu Thái Hiền, cậu sợ hay sao mà không dám nhận? Phải đó, Nguyễn Lâm mà, nếu thật sự yêu tôi thì anh cứ thừa nhận đi, cần gì phải giấu. Đúng, nhưng mà... Anh không yêu em sao? Anh yêu em nhiều lắm, nhưng mà em thì... Đừng có ngần ngại mà, hôm nay phải nói cho mọi người biết là chúng mình đã yêu nhau. Vậy em xa anh, lý do chính là Nguyễn Lâm, hay anh đã làm gì cho em thất vọng? Tôi phải thú thật, tất cả vì tôi yêu Nguyễn Lâm. Tốt lắm, vậy thì kể từ nay... Thái Hiền sẽ là của ông Nguyễn Lâm mà. Lê Hoàng à, từ nhỏ đến giờ mày đã làm một việc mà tao phải bội phục đó. Tôi không cần anh bội phục, mà chỉ cần anh nhớ rằng cọp dữ còn không ăn thịt con, thì anh ruột đừng bao giờ hút báo em gái của mình. Nếu Thái Hiền tìm được cuộc đời mới thì anh hãy để cho cô ấy một con đường sống. Chào anh. Anh Hoàng, anh Hoàng. Thái Hiền, Thái Hiền. Trời ơi, Thái Hiền đã ngất xỉu rồi, gọi xe cứu thương mau, gọi xe cứu thương mau. Anh đừng có uống rượu nữa mà. Hãy cho tôi uống để tạm quên đi sự nhục nhã do con người bội bạc đó gây ra, mà tôi phải gánh chịu hậu quả. Anh tin chắc là Thái Hiền yêu Nguyễn Lâm mà. Phải, vì đó là điều mà cô ta đã xác nhận. Anh hãy nhớ lại xem, anh có làm gì khiến Thái Hiền bị xúc phạm và đã có sự ràng buộc không mang lại hạnh phúc? Tôi không làm gì cả, mà tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Tại vì theo sự nhận xét của em thì anh là cả niềm tin và sự sống của Thái Hiền. Trong con người chị ấy, từ tư tưởng đến vật chất đều đầy ắp kỷ niệm của anh, thì còn chỗ đâu để Nguyễn Lâm xen vào và nhất định là Thái Hiền chẳng bao giờ yêu anh ta. Nhưng mà trước mặt nghe tôi thì cô ta đã thu nhận nghe rồi, đó là cơn bão loạn cuồng làm cho tình tôi tan vỡ. Vậy bây giờ anh hãy nói là em có tôi thi lắm chồng hay em cũng đáng thương và có chỗ đáng yêu. Yến Thanh rất đẹp, rất đáng thương mà lại đáng yêu nữa. Vậy mà thời gian qua em đã làm đủ mọi cách để chinh phục anh, nhưng em chỉ chuốc lấy sự ngỡ ngàng chúng tôi. Anh ơi, có phải chăng từ trong trái tim anh chỉ chứa chan một bóng hình duy nhất, mà từ buổi ấu thơ đã hàng lên dấu ấn đậm sâu cho đến bây giờ. Chỉ là một cái cớ để che lấp nỗi kinh hoàng đang dày theo tâm tư. Tội nghiệp, nếu vì lý do nào đó mà phải xa anh thì chắc Thái Hiền sắp khổ bao nhiêu. Về anh hãy âm thầm dò xét để tìm hiểu xem sự thật như thế nào. Còn em chỉ là kẻ đứng sau, dám chịu sầu đau hơn chấp nhận lòng thương đời. Nếu em không thể lên duyên lên nợ thì mãi mãi vẫn là người bạn tốt của anh. Cảm ơn Yến Thanh đã cho tôi một lời khuyên. Hy vọng tôi là kẻ hồ đồ và sự việc xảy ra không phải là sự thật.
Alo, Lê Hoàng nghe đây. À, Nguyễn Lâm đó à? Sao? Được, tôi sẽ đến ngay. Chào cô y tá. À, bệnh cô ấy như thế nào rồi vậy cô? Bệnh nhân vẫn tiếp tục từ chối việc ăn uống. Theo cô thì bệnh trạng của cô ấy như thế nào? Sự thật thì bệnh của chị ấy không trầm trọng. Điều quan trọng là mấy ngày rồi chị ấy không chịu ăn uống, và bây giờ lại từ chối việc truyền dịch. Nếu tình trạng này kéo dài thì bệnh nhân sẽ bị tử vong. Không còn cách gì để cứu vãn bệnh nhân, tôi thật là sự đột xa mà không biết phải làm gì để giúp chị hiền thoát cảnh nguy nan. Anh là người chắc hiểu chị ấy đâu, nếu mà chỉ có tâm sự thì ta phải giúp giải quả. Thương hiểu bệnh của mình, nhưng không đủ tài chữa trị được đâu. Vì vậy mà tôi phải về đi tìm kiếm và gia đình một người. Nếu mà hôm nay người ấy đến đây rồi, tôi tin chắc bệnh hiểm sẽ giảm ngay. Ai vậy? Rồi cô sẽ biết. Được rồi, bây giờ anh có thể vào thăm chị ấy. Dạ, cảm ơn cô. Thế gì nè, em thấy trong người như thế nào rồi? Em thấy khỏe nhiều rồi. Mấy ngày không ăn không uống là bị suy nhược mà khỏe được sao? Cô đừng nhiều lời để dối gạt tôi. Tôi chịu hết cái nỗi rồi. Nhiều lúc muốn bỏ cô á, nhưng mà trong tôi biết đi không có được. Sao dám nói rằng cô đã yêu tôi và bộc lộ tâm tình trước ra sinh viên, làm cho anh chàng phải tức tối bỏ đi ngay. Còn cô âm thầm quỷ phải sát thân. Tôi nói đi, tại sao cô làm như vậy? Để tôi khó xử mà không chấp nên lời. Vì tôi biết rằng cô chẳng yêu tôi, mà cô chỉ yêu yêu cái thằng sinh viên đó. Sự thật thì em rất mến anh, nhưng em đã chút yêu thương người. Dần nặng tình, bởi vì em là kẻ đứng bên lề nên suốt kiếp phải đứng chịu thương đau. Được rồi, tôi sẽ gọi nó tới đây. Chuyện hiểu lầm của hai người phải làm sáng tỏ ra mới được. Tôi cảm ơn, nếu mà anh gọi Lê Hoàng đến tôi sẽ nhảy lầu tự tử. Thôi, được rồi, trời ơi, tôi không có gọi hắn tới nữa đâu. Khổ ghê vậy đó. Thôi bây giờ Thái Hiền nằm nghỉ đi. Anh Lâm à, tại sao lúc mới vào bác sĩ nói là nó không đến đổi nào, mà bây giờ nó càng yếu đi vậy anh? Đi ra ngoài này rồi tôi nói cho anh nghe. Nè, cô ấy âm thầm tự sát thì không chịu ăn uống gì hết trơn á. Bây giờ chỉ có cách là đi tìm Lê Hoàng đến. Chắc Thái Hiền nó sẽ hết bệnh. Anh chấp nhận như vậy à? Phải, tôi phải đi tìm thằng Hoàng mới được. Thôi khỏi, tôi đã thay anh làm chuyện đó rồi. Tôi đã tìm Lê Hoàng, nói cho hắn biết cớ sự, và chắc chắn là nó sắp tới đây đó. Kìa, nó dẫn sát tới kìa. Thái Hiền đâu rồi? Khoan, anh đừng có vào đột ngột. Thái Hiền chết liền đó. Tại sao vậy? Đã mấy ngày rồi cô ấy không chịu ăn uống gì hết á, còn nói là nếu thấy mặt anh là cô ấy nhảy lầu tự tử liền á. Xin mấy anh tránh ra cho. Cô mang thức ăn cho Thái Hiền à? Dạ phải, dù biết chị ấy không ăn, tôi cũng mang tới để năn nỉ chị ấy ăn mà. Cô ấy uống nước trái cây được không cô? Cái gì cũng được, miễn chị ấy chịu uống. Xin chờ tôi một chút. Anh chàng này chắc bộ điên à. Nó điên hay sao mà đi mua nước mía vậy kìa. Các người hãy chờ ở ngoài, cô y tá trao xe cho tôi. Thái Hiền. Tại sao anh đến đây? Tôi không muốn gặp anh nữa mà. Nhưng anh rất muốn gặp em, để xin em tha lỗi cho anh, vì anh đã hiểu lầm em. Và bây giờ anh đã biết tất cả. Anh mang thức ăn đến cho em nè. Em
Em hãy ăn đi em. Tôi không ăn. Nếu không ăn thì em hãy uống một chút. Tôi không uống. Em hãy ráng uống đi. Bởi vì anh thấy ngoài cửa bệnh viện có xe nước mía, nên anh mua cho em một ly. Em biết không, nước mía bây giờ đã lên giá tới 600 đồng một ly rồi. Anh biết em đói lắm, em khát lắm, và em thèm một ly nước mía vừa lạnh vừa ngọt lắm. Mà anh móc hết trong túi chỉ còn có 300 đồng. Anh định mua nửa ly thôi, nhưng ông bán nước mía rất tốt bụng, ông đã rót đầy ly cho anh. Nếu em nghĩ rằng cuộc đời này vẫn còn những người tốt và vẫn đáng yêu và đáng sống, thì anh xin em hãy uống đi để nhớ những ngày mình đôi khổ bên nhau, đã chia nhau từng ly nước mía và đã nói rằng mãi mãi chẳng hề. Chẳng chưa gì ngọt nồng, em hãy uống đi để xóa hết đi buồn đau. Hoàng ơi, ly nước mía năm xưa ta đã chia nhau trong lúc đói nghèo nhưng thâm sâu tình nghĩa. Hôm nay tôi đã đông đầy nước mắt, thì làm sao em uống còn thấy ngon như ly nước năm nào. Nước mắt mặn môi đã làm cho nó bớt đi vì ngọt mũi đắng. Cả biển mặn trên môi em anh xin uống hết để bù đắp vào vị ngọt của tình yêu. Anh sẽ giữ cho ly này mãi mãi ngọt ngon, không bao giờ để cho nó chan hòa nước mắt, không để cho em phải chịu nhiều cay đắng, mà anh sẽ nâng niu em cho đến trọn kiếp trọn đời. Hoàng ơi, như tình anh vẫn còn nồng thắm thiếu xưa, và như anh chưa quên những gì đã nước đây, em hãy uống đi em. Thật là đẹp đôi và tình tứ. Trời, ba. Bác ơi, từ ngày gặp bác, con đã giữ đúng lời hứa. Hôm nay con đau, tại anh tự ý tới thăm, chứ con không có dám nhắn anh tới gặp con đâu. Bác đừng có hiểu lầm con. Đến hôm nay thì tôi không bao giờ hiểu lầm nữa. Đây mới chính là sự thật. Sự thật không phải do con đâu. Nhưng dù sao thì con cũng là người có lỗi. Nếu bác không hài lòng thì con quỳ xuống đây để xin bác cái tư tình mà tha thứ. Không, chính bác mới là kẻ đang quỳ xuống đây để xin con hãy thứ tha. Vì định kiến hẹp mà làm khổ cho hai con, sau khi bác đã tiếp xúc với con lúc ra về, bác trăn trở nhiều đêm và bác nhận thấy con quả là tuyệt vời, vừa thông minh lại vừa nhạy cảm. Tuy không nói ra nhưng con hiểu bác, không chắc nên đã tìm cách người con thương, chắc chẳng hy sinh dù phải chịu khổ đau. Con đã làm cho bác phải đau lòng, tội nghiệp con tôi đưa con trai thức là chỉ
về tính lầu ba mà con phải chịu khổ sầu. Con xin cảm ơn ba đã thấu hiểu sự tình, không gấp đi phiền hai con đã cãi lệnh mà còn xót thương. Con không cần cảm ơn ba mà nên cảm ơn thái hiền, vì chỉ trong phút chốc mà nó chinh phục được ba. Mùa hè năm nay nghe, con phải đưa thái hiền về quê để tiến hành cái thủ tục cuối cùng, bằng không ba sẽ không tha thứ cho con đâu à. Dạ hai con xin cảm ơn ba. Anh Quang, anh nhìn kìa, mặt trời đã tắt nắng và sáng hồng thật đẹp, nhưng rất tiếc sao hoàng hôn sẽ là đêm đen. Đối với những người yêu nhau chung thủy thì ráng hồng của hoàng hôn hay bình minh đều giống nhau, nó vẫn rực rỡ và vẫn tồn tại mãi dù sáng hay chiều. Nhưng dù sao thì đây cũng là một buổi hoàng hôn nặng nề cuối cùng mà chúng mình đã trải qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.